mà bây giờ chung kết anh đi vào. Theo dõi kênh YouTube Thế Anh Sẽ Bóc của mình. Thì hôm nay mình sẽ xin mọi người 1-2 giây để quảng cáo cái sản phẩm này. Thì đó là bóng tập cổ tay toàn diện dành cho những bạn nào mà đang cổ tay bị yếu, đánh cầu yếu, đập yếu và ve yếu. Thì mọi người có thể dùng dụng cụ tập tay này để tập luyện hàng ngày. Mỗi lần tập khoảng 5-10 phút và một ngày tập khoảng 5-10 lần nhá. Thì nó sẽ giúp các bạn tăng được cổ tay rất là nhiều. Đây ạ, các bạn tập này ạ. Đó. Đấy, cái này nó lăng rất là mạnh cho nên là nó sẽ giúp cho cái lực cổ tay của mình rất là tốt nha. Ok, mọi người hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo của mình qua số 0965698987 nha. Đó. Ok, cảm ơn các bạn, xin mời các bạn cùng tiếp tục xem video nha. Bye bye. Thank you.
chút là bắt đầu chút là
cầu. Được chưa?
ngoài. Đúng như vậy. Về thời lỗi thì số đúng rồi cho Trường Giang và Chi Tiến. Thank you.